Dạ thưa thầy, trước khi ngủ buổi tối con và hai bé đều sám hối, niệm ơn Đức Phật, đọc kinh. Chúng con làm vậy trên giường và đã thay đồ ngủ thì có bất kính với Tam Bảo không ạ? Vì thật ra các bé còn nhỏ nên con tranh thủ bất cứ thời gian nào để tu học. Dạ cảm ơn thầy. Thưa với quý vị, điều quan trọng là mình hỏi tâm của mình. Thứ nhất là mình có lấy pháp làm trọng hay không? Bởi vì ngay cả khi mà mình tiêu tiểu, đi vệ sinh, tắm rửa, các thứ thì mình vẫn có thể thực hành pháp được mà. Như là trong kinh Đại Bát Niết Bàn, xin lỗi, Đại Niệm Xứ, Đức Thế Tôn nói, vị tỳ kheo giữ chánh niệm ngay cả khi đang ăn uống nhai nếm đó, cho đến co tay duỗi tay, cho đến tiêu tiểu, thì ngay cả trường hợp như vậy mình còn có thể giữ chánh niệm được, thì huống chi chỉ đơn giản là cái chuyện là mình thay đồ ngủ thì mình không có được thực hành. Cái việc tu học giữ chánh niệm thì mình cần phải thực hành trong mọi lúc mọi nơi và mọi hoàn cảnh đều được hết. Tuy nhiên có những cái mà mình nên hiểu là mình có đang tôn trọng pháp hay không, hay là mình khi đó mình không tôn trọng pháp. Quý vị nên hiểu một chuyện nha, cái chuyện là mình tôn trọng pháp và mình thực hành mọi lúc mọi nơi nó khác với cái chuyện mình không tôn trọng pháp, cho nên là mình có thể mình thực hành cũng tùy tiện, nó khác nhau nhiều lắm. Và sư có một cái sự gợi ý này đi, thì nếu như mà quý vị cảm thấy ngại thì mình kiếm một cái khăn choàng á, cái khăn choàng ngủ thôi, một cái khăn choàng mình choàng ngang người, thì như vậy thì nó cũng sẽ kín đáo hơn và quý vị cũng sẽ thoải mái hơn. Điều quan trọng là ở tâm của mình thôi. Không biết về vấn đề này thì Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì hay không? Thì bản thân sư đây, sư cũng hoàn toàn đồng ý cái cách trả lời của Đức Hành Tuệ dựa trên tinh thần tứ niệm xứ, và sư cũng hoàn toàn đồng ý về Đại Đức Hành Tuệ diễn giải. Có nghĩa là mình trong bài kinh niệm xứ đó mình hiểu như vậy, nhưng mà mình phải hiểu đúng thế vậy. Bởi vì sao? Giống như bây giờ sư sẽ cho quý vị vị giống như một cái công thức như vậy. Có nghĩa là khi quý vị gọi là học đi, học với hành pháp đi, học với hành pháp là dạy đi. Thì quý vị á, phải suy xét á, ngoài suy xét cái tâm mình, giống như Đức Hành Tuệ nói, cái tâm mình đó lúc đó đang là thiện chưa? Thì trong trạng thái thiện đó nó có bao gồm ba yếu tố chưa? Ba yếu tố là gì? Đó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Đây là cái công thức quý vị nằm lòng. Quý vị khi quý vị hiểu được cái điều này nè, thì quý vị á, thực hành pháp ở trong hoàn cảnh nào, trong trong như thế nào, thì dựa trên nền tảng này quý vị đúng. Để sư ví dụ với quý vị, đây là một câu chuyện có thật. Để khi mình hiểu á, mình hiểu pháp thì hiểu cho đúng, là nhiều khi mình hiểu à cái gì không, miễn có chánh niệm, miễn chánh niệm nữa, chánh niệm á, là được. Mình nhưng mà mình lạm dụng, mình đang hiểu sai. Là thưa quý vị, có một cái vị hành giả đó tham gia khóa thiền của ngài thiền sư, cho nên chuyện có thật nha, như vậy mà sư không có nói tên vị thiền sư ra. Thì mới cái vị hành giả đó mới trình pháp với ngài thiền sư đó, là trong khóa thiền nó trình pháp nói là khi con nhảy đầm á, con đi nhảy đầm á, con có chánh niệm à, thì cái này nó đang hiểu sai thưa vị, bởi vì đang sai. Quý vị không thể nào nói là giống như tại sao sư nói vấn đề mà chánh ngữ, giống như mình không thể nào mình nói là mình nói dối mà có chánh niệm, quý vị hiểu không? Mình nói dối nhưng mà mình đang nói dối nhưng mà mình con vẫn có niệm Phật. À, cái đó nó phi lý quá, cái đó nó tại vì nó đã là phạm vô cái về nghiệp rồi, thì làm sao gọi là chánh nữa. Cho nên cái điều một nữa, cái điều một lần nữa suy nhắc lại, cái đây là công thức gốc để cho quý vị hiểu, là khi mình học và hành pháp, cái điều quan trọng nhất, cái nội tâm mình phải là thiện. Và cái thiện đó phải dựa trên
cái nền tảng gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, ba cái điều đó, ba cái điều nè, chánh ngữ, nghiệp, mạng nè, không? Thì mình thấy nó đúng thì mình thực hành. Còn nếu mà mình nói mình mà nó không là thiện, ví dụ mình nói là à, con đi, ví dụ mà nói là con đi vũ trường nhưng mà con vô đó mặc dù bạn bè con nó nhảy nhót này nọ nhưng mà trong tâm con vẫn hướng về Phật này nọ, cái đó nó quá phi lý thì quý vị, nó không chấp nhận được. Cho nên một lần nữa thì sư cũng nhắc quý vị để quý vị hiểu rõ công thức gốc đó, quý vị nắm được thì mình trong mọi trường hợp nào mình chỉ biết cái trường hợp nào là hợp thời mình nên thực hành học và hành pháp cho nó đúng theo tinh thần là Phật dạy. Tại vì lỡ mình hiểu sai cái mình cứ lại lạm dụng chữ chánh niệm, hay là lạm dụng cái việc mà mình nói là bằng tụng kinh, thế thịnh tụng kinh tam bảo, mình nói là à, miễn trong tâm có được rồi đó. Cho nên là quý vị phải ghi nhớ rồi đó. Dạ, cũng xin kết thúc câu trả lời này. Cảm ơn đại đức Tề Tường đã nói một cái điều nó mở rộng ra thêm cái vấn đề của mình, tức là không riêng gì chỉ cái chuyện là mình tụng kinh, mà trong tất cả các cái việc làm của mình đều cần phải xem xét về thân khẩu và ý của mình nó có trong sạch hay không, và điều đặc biệt nhất là cái ý nghiệp của mình nó có trong sạch hay không. Bây giờ chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.